Ok xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ trình bày cho các bạn về cái các ba bước đơn giản để lập trình PLC sử dụng pháp graph set thì các bước thứ nhất đó là bước 1 biểu diễn bài toán bằng graph set bước 2 là xây dựng hàm logic từ graph set bước 3 là tổng hợp các cái, chương trình ladder từ cái hàm logic mới xây dựng ở bước 2 uh, video này dành cho tất cả mọi người những ai quan tâm tới bộ môn tự động hóa và có dự định học tự động hóa trong tương lai nào bắt đầu Ok, chúng ta đến bước chúng ta đến với bước đầu tiên đó là bước 1 biểu diễn bài toán dưới dạng graph set. Biểu diễn bài toán dưới dạng graph set Ok. Vậy thì để biểu diễn bài toán dưới dạng graph set thì chúng ta sẽ mô phỏng dưới dạng một cái ví dụ của sau. Chúng ta có một cái cột đèn như này. Nó có ba cái đèn nhỏ. Cột đèn thì thì có ba cái đèn nhỏ. Đó là đèn xanh, đen, đó. Và đèn vàng. À, chúng ta có một cái nút bấm là nút bấm start chẳng hạn. Chúng ta có một nút bấm start chẳng hạn. Vậy thì yêu cầu bài toán đặt ra là như thế nào ạ? Đó là khi chúng ta bấm start bấm start thì đèn xanh sáng. Hai giây. Sáng trong vòng 2 giây. Tiếp theo đó là hết 2 giây thì đèn đỏ sáng. Đỏ sáng trong vòng 3 giây. Đấy, hết 3 giây thì đèn vàng sáng. Trong vòng 4 giây. Đấy. Vậy thì sau khi sáng được 4 giây thì đèn vàng tắt và nó lại quay trở về cái trạng thái là đèn xanh sáng 2 giây. Đấy, sau đó thì đèn sáng đỏ lại sáng 3 giây, đèn vàng lại tiếp tục sáng 4 giây. Cứ lặp lại lặp lại lặp đi lặp lại như vậy vậy thì để ý một chút là chúng ta sẽ phải bài dưới bài toán này cho rằng grab set đúng không ạ thì thì ở đây chúng ta thấy là cái cột đèn này này của chúng ta này thì nó có ít nhất không đến trạng thái ban đầu thì nó có ba trạng thái thứ nhất là trạng thái đèn xanh sáng này hai là trạng thái đèn đỏ sáng này thứ ba là trạng thái đèn vàng sáng này ok chưa vậy. vậy thì nếu mà gọi trạng thái ban đầu là trạng thái không thì chúng ta sẽ có tất cả là bốn trạng thái 0 1 2 3 4 và cả bốn trạng thái này thì tìm biểu diễn dạng graph set tương ứng với các hình chữ nhật có đánh số và ở đây chúng ta sẽ có là trạng thái trạng thái 0 này trạng thái 1 này trạng thái 2 này trạng thái 3 đúng không trạng thái 0 là trạng thái ban đầu đúng không trạng thái ban đầu trạng thái ban đầu ban đầu và ba đèn đều, đều tắt đều tắt đúng chưa trạng thái thứ nhất thì đó là đèn xanh đèn xanh sáng đèn xanh sáng trạng thái thứ hai đó là đèn đèn đỏ sáng trạng thái thứ ba đó là đèn vàng sáng và sáng ok vậy là chúng ta đã biểu diễn được một nửa của cái class set rồi đấy em vào sáng vậy thì bây giờ để chuyển tiếp giữa để chuyển tiếp qua lại giữa cái trạng thái số 0 trạng thái số 1 từ trạng thái số 1 sang trạng thái thứ hai trạng thái thứ hai sang trạng thái thứ ba thì chúng ta để ý rằng là đó là chúng ta có một vài cái điều kiện thứ nhất là để chuyển thái chuyển từ trạng thái số 0 này sang trạng thái số 1 này thì chúng ta cần phải bấm nút bấm nút start đúng không ạ à? vậy thì đây nút start ở đây là điều kiện chuyển tiếp từ trạng thái không sang trạng thái thứ nhất được chưa Vậy thì tiếp theo là để chuyển tiếp từ trạng thái là đèn xanh sang đèn đó Thì đèn xanh nó phải sáng hết 2 giây Vậy thì tức là từ lúc đèn xanh sáng này Đến thời điểm là hết 2 giây của nó Thì đây ví dụ như 2 giây Hết 2 giây Ok Vậy thì từ đèn đó sang đèn vàng cũng tương tự như vậy Và nó cũng hết 3 giây Và đèn vàng quay về trở về với đèn xanh sáng kia Thì nó cũng sẽ phải hết 4 giây 4 giây và nó sẽ quay về quay về đèn đèn xanh đèn xanh sáng vậy là chúng ta đã biểu diễn xong được một cái cái Graph reset sơ cấp là như này được chưa Graph set là gì vậy thì Graph set là gì nó set đó là biểu diễn các trạng thái của cái máy dưới dạng các cái 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 ô vuông có đánh số cái ô vuông cái ô hình chữ nhật có đánh số và để chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái kia thì nó phải vượt qua các chuyển tiếp để chuyển từ trạng thái sang trạng thái kia Thì nó phải vượt qua các chuyển tiếp Và ở đây cụ thể đó là các nút bấm Start Các cái timer là một giây, 2 giây à, 2 giây, 3 giây và 4 giây Ok không ạ Ok vậy là chúng ta đã biểu diễn được Graph Set dưới dạng sơ cấp như này Tuy nhiên Graph Set dưới dạng sơ cấp mà chuyển sang chương trình Ladder hay là chương trình plc thì nó hơi khó Vì vậy nên chúng ta sẽ phải quyết định nó là chuyển cái graph set sơ cấp này thành cái graph set gọi là graph set thứ cấp cho nó dễ dễ là dễ lập trình xong mà dễ viết hàm logic các kiểu ok vậy thì chúng ta sẽ giả sử thêm một điều nữa là, là uh, chúng ta sử dụng một cái con plc đi một con plc đi một con plc của một hãng nào đấy bất kỳ thì ở đây mình sẽ ví dụ đó là plc của mitsubishi đi plc của mitsubishi và là dòng đó là dòng EQF đi hay người ta với cái tên thân thuộc hơn đó là FX5U Ok FX5U thì mình sẽ đặt đó là ở đây thì chúng ta để là đó là, để điều khiển được cái cột đèn này thì mình giả sử như thế là cái đầu ra Y0 của FX5U nó sẽ điều khiển cho cái đèn xanh sáng vậy thì đèn xanh đây sẽ là ứng với lại là Y0 Đấy, đèn đỏ sáng thì tương ứng với lại là Y1 và đèn vàng sáng thì ta tương ứng với lại là i2 ok vậy thì cái nút start cái nút start kia điều khiển cột đèn thì cái nút start kia sẽ đóng vai trò đó là giống như input vào VLC ấy thì nó mình sẽ đặt cho nó là 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 x x không đi ok vậy là chúng ta đã có là start là x không Đấy, xanh là y, 0 đỏ là y1, vàng là y2. Còn một vài cái tham số mà vẫn chưa được biểu diễn đấy trên cái lập xét này. Đó là cái trạng thái là 0, 1, 2, 3, 4 này. Thì mình sẽ đặt nó là S đi. S, S, S thì ký hiệu của uh, state là trạng thái. Thì mình sẽ cho nó thành là S0, S1, S2, S3. Ok. Ờ, ở đây chúng ta là có vấn đề đó là cái hai giây, 3 giây và 4 giây hai uh, giây ba giây bốn giây này. nó là tham mưu à ok thế mình sẽ để nó là hai giây thì nó sẽ biểu diễn bằng là t không tham mưu t không này ba giây thì biểu diễn bằng tham mưu t một này và bốn giây thì sẽ biểu diễn bằng tham mưu t t hai này vậy thì ok vậy thì chúng ta sau cái quá trình mà quy nạp như này ấy, thì chúng ta sẽ được một cái graph set gọi là graph set thứ cấp tương tự như sau đó là s0 S1 S2 chúng ta có S S3 à, chuyển tiếp đây là x0 à, ok S0 này sẽ là là y0 đây là y0 on này ok đúng chưa y0 on tức là đèn xanh sáng y0 không on thì tức là đèn xanh tắt y1 on ạ và đây sẽ là I2 ON Ok Vậy là uh, Chưa được Đây S3 Đây chúng ta sẽ có là S1 chuyển sang S2 thì phải thỏa mãn điều kiện của T0 T0 OK Đấy Từ S2 sang S3 thì thỏa mãn điều kiện của T1 T1 OK à, Từ S3 về S1 Thì chúng ta sẽ có điều kiện là T2 OK Yeah. Vậy là chúng ta đã có một cái graph set gọi là graph set thứ cấp là như thế này. <laughs> như này thì biểu diễn hàm logic sẽ rất là đơn giản. <laughs> Vậy là sau khi có được cái graph set thứ cấp thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai đó là xây dựng cái hàm logic từ graph set thứ cấp này. Thì để xây dựng được cái hàm cái cái hàm logic từ graph set thì chúng ta phải tuân thủ thêm một vài cái quy tắc hơi máy một chút ví dụ nhá ví dụ chúng ta sẽ xây dựng cho hàm logic cho cái s 1 này cái hàm s 1 nhá mà chúng ta sẽ bỏ qua cái phần phản hồi từ s 3 về chúng ta xây dựng thẳng tuyến tính từ đầu đến cuối đi. đấy từ s 0 làm sao để s 0 nhảy được qua được s 1 đấy làm sao để s 1 nhảy được qua được s 2 vậy thì cái hàm s 1 của chúng ta sẽ có là s 1 này sẽ bằng đó là bằng là chính nó S1 máy móc máy móc nhá cộng với lại là tiếp điểm đơn trước của nó là x0 nhân với lại s s1 trừ s1 trừ là cái trạng thái liền trước của cái trạng thái s1 đấy còn s sau đó tất cả sẽ nhân với lại s2 s1 s1 cộng và bị phủ định đi với cái s1 cộng này là cái trạng thái liền sau của trạng thái s1 Vậy thì chúng ta sẽ có đó là S1 trừ là liền trước, trạng thái liền trước. Trạng thái liền trước của S1 thì hiển nhiên nó sẽ bằng là S0. Còn S1 cộng là trạng thái liền sau thì hiển nhiên nó sẽ bằng là S2. Vậy thì kết hợp tất cả lại với nhau thì chúng ta sẽ có được rằng là S1 sẽ bằng là chính nó cộng với lại x0 nhân với lại s0 tất cả nhân với s2 bị phủ định đi vậy đây chính là hàm logic cho cái trạng thái cho cái trạng thái là s1 được chưa Đấy. hiểu nôm na đây là hàm logic được xây dựng cho cái trạng thái s1 vậy thì tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ có trạng thái s2 và trạng thái trạng thái s2 và trạng thái s3 chúng ta sẽ có lần lượt đó là S2 S2 đúng không ạ? S2, S2 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 thì sẽ bằng chính nó S2 cộng với lại tiếp điểm liền trước là đây T0 nhân với lại S1 Đấy tiếp điểm liền sau nhân với S3 phủ định Vậy S3 cũng tương tự như vậy S3 chúng ta sẽ có là S3 bằng chính nó cộng với lại t t1 nhân với lại f2 nhân với lại tiếp điểm liền sau liền sau của s3 đây chúng ta thấy là liền sau của s3 thì nó lại s s1 đúng không ạ đấy liền sau của s3 dưới này không có gì cả và trên này thì nó lại vòng lên trên này vậy nó là s s1 s1 đấy bây giờ vấn đề giải quyết của cái vấn đề đó là s3 S3, T2, S1. Đây. Vậy thì chúng ta ý là cái cái vòng lập này thì chúng ta thấy là S1 nó ngoài cái là nhận về là cái x0 s0 ngoài nhận về là nhận x0 s0 thì nó còn nhận thêm một cái giá trị nữa đó là s3 và t s3 nhân với t t2 ok chưa vậy là đã xong một cái hàm logic cho cả một cái cái cột đèn nó sẽ có hàm logic có cột đèn sẽ có dạng thái như thế này vậy thì chúng ta đã có sau cái bước này chúng ta đã có được một cái hàm logic từ cái graph set là ok rồi đúng không ạ ok ok đến đây thì chúng ta đã có được cái, cái hàm logic của cái của cái máy rồi đúng không ạ của cái cột đèn rồi đúng không ạ Bây giờ chúng ta thì chúng ta là chuyển cái hàm logic này thành cái chương trình ladder để làm sao mà chúng ta có thể lập trình ở trong PLC để PLC hoạt động đúng được cái chức năng của nó là điều khiển các cái đèn này nhấp nháy đúng theo yêu cầu đúng không ạ Vậy thì chúng ta sẽ lấy ví dụ là cái hàm S2 này đi cho nó dễ cái hàm S2 này làm sao để chúng ta chuyển hóa được cái hàm S2 S2 bằng chính nó S2 cộng với lại T0 nhân S1 nhân với S3 gạch ngang thành một ngôn ngữ ladder thành ngôn ngữ ladder thì chúng ta sẽ có một vài nguyên tắc như sau ở đây chúng ta có phép nhân cái này t0 nhân nhân với s1 đây là phép nhân phép nhân phép nhân phép nhân trong PLC thì nó sẽ thường sẽ biểu diễn dưới dạng logic là hai tiếp điểm như này đây t0 s1 ở cái hàm logic thì sẽ tương đương với lại là tiếp điểm t0 với tiếp điểm của s1 đây là phép nhân ạ còn đây cái này là phép cộng phép cộng phép cộng ở trong POC thì được biểu diễn dễ logic là logic OR logic OR thì sẽ như này chúng ta sẽ có là nếu mà a cộng b thì sẽ bằng là tiết điểm A. O với tiết điểm B. Đấy. Vậy thì quý vào cái trường hợp này. Thì chúng ta có là T0 nhân với S1. Đấy. Đóng vai trò là A. Còn S2 sẽ đóng vai trò là B. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là. Ờ. Uh, đây. T0 nhân với lại S1. Đóng vai trò là A này. Xong đấy thì đây. Đóng vai trò là là B S2 đóng vai trò là B Đấy, ok à, chúng ta có một cái phép thứ ba là cái phép này cái phép này là cái phép phủ định cái phép phủ định cái phép phủ định mà ví dụ bình thường thì nếu mà S3 S3 thì sẽ đóng với S3 nếu viết bình thường S3 như này trong hàm logic thì chuyển sang letter nó sẽ kiểu kiểu như này đây là S3 Đấy. Còn nếu như mà S3 mà bị gạch ngang thì tức là phủ định của S3 thì vào đây ở POC thì thành như này vẫn là S3 thôi nhưng mà nó bị thành trở thành tiếp điểm thường đóng Đấy. cuối cùng đó là dấu bằng à, dấu bằng dấu bằng ở đây thì đại diện cho cái có nghĩa là cái hàm S2 này thì sẽ bằng tổ hợp của tất cả các biến đầu vào này và dấu bằng ở trong 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 ladder ấy thì nó sẽ tương ứng với cái gọi là cái cuộn hút. Vậy thì nó sẽ tương ứng với cái cuộn cuộn hút. Vậy nên là S2 bằng S2 mà bằng thì cũng sẽ tương ứng với lại cái cuộn hút như này. Và đây là S2. Ok. Và là chúng ta đã có kết hợp từ phép nhân, phép cộng, phép phủ định và dấu bằng thì chúng ta sẽ có được một cái hàm hàm logic của cái phần S2 này. Tức là chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có là S2 bằng S2 cộng T0 S1 nhân với lại phủ định của S3 thì sẽ chuyển thành hàm logic sẽ chuyển như này nó sẽ chuyển thành là đây T0 S1 đấy S2 đấy, phủ định đây S3 đây F2. Đây. Vậy là chúng ta chuyển Hòa, hai cái này sẽ tương ứng với nhau. Ok, vậy là chúng ta đã có xong được hàm, hàm logic của của một hàm rồi đúng không? Vậy đi. Cứ tương tự như vậy chúng ta sẽ xây dựng cho cái hàm S1, S3 và chúng ta sẽ có được một cái cái hàm logic đầy đủ và có thể lập trình được và sau khi đổi chương trình xuống POC thì nó có thể hoàn toàn chạy được như bình thường. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu thực hiện trên PLC nhé các bạn. Ok. Nhớ. Bây giờ mình sẽ không các bạn sẽ cố gắng thực hiện tiếp chuyển tiếp hộ mình thôi, còn mình bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần đó là phần lập trình trên PLC. Ok ạ.